Em chào các bác nhá. Thì hôm nay thì em lại vào thăm cái vườn cà phê S1 của một ông bạn em chơi cùng em. Thì cái vườn này là làm theo đúng kiểu truyền thống các bạn, là làm cà hám ngọn. Và cái vườn cà thì là cái vườn cà ghép giống TN1, chứ cũng không phải là giống trồng cà mới các bác nhá. Mà cái vườn cà là ngày xưa là ghép trong cái vườn cà này, là ngày xưa là trồng khoảng cách rất là thưa luôn. Là khoảng cách là 3,5 m, 3,2 m, nên là nhìn nó lúc nào nhìn nó thưa này các bác này, nó thưa kiểu vậy á. Và cái giống cà S1 thì bác nào làm rồi các bác cũng biết rằng cái tán của nó tán rú, nên thành ra là cái lượng vươn tán nó ra ngoài nó thấp, nên nhìn nó sẽ cái vườn nó sẽ bị thưa, thưa rất là nhiều. Thì cái vườn này em quay thì hôm nay em muốn chia sẻ các bác là lý do em quay vườn này này các bạn. Là cái thằng TN1 này em quay là cái muốn chia sẻ các bác là cái mức chăm sóc cái vườn này nó như thế nào. Mà cái nó được cái cà như này các bác nhá. Chứ không phải là giới thiệu về giống cà nữa. Mà em sẽ chia sẻ các bác là tại vì đây là vườn của nhà ông bạn em và bạn thân luôn đấy, thì em sẽ hiểu rõ được là chăm sóc sẽ như thế nào các bác nhá. Thì em sẽ chia sẻ các bác nó sẽ là cụ thể là cái vườn cà này, mà tại vì nhiều khi em hay nói với các bác là cái giống cà này giống cà phê dành cho người nghèo đó. Thì em quen sẽ chia sẻ các bác là chăm mức chăm như thế mới được cây cà này thì nó có ok không các bác nhá. Còn theo như mắt em nhìn thì nó là ok. Còn nếu theo như các bác đánh giá thì không biết nó có ok hay không, thì đó là tùy sự đánh giá của các bác. Còn như theo như sự đánh giá của em thì với mức chăm sóc mà nó như thế ấy, thì em thấy nó ok rồi. Thì đây em giờ em cũng hướng cái máy quay về cây cà thì em quay em chia sẻ nói chuyện cùng các bác nhé. Đây các bạn, đây là giống TN1 và cà hám ngọn. Thì cái vườn cà đều là hám ngọn là căn bản này, nó ổn định rồi các bác nhé, ổn định rồi. Thì đây các bạn nhìn này, đây các bạn, em quay tổng quát cho các bạn nhìn nhé. Đây tán cà này, các bạn nhìn nó từ trên dưới nó đều này các bạn, nó rất là đều. Thì bên kia có một số cái cà cú chưa, họ ông bạn em chưa cắt này. Đây đây cũng rất là đều nhá. Đây quay ngược này, em quay chỗ này các bạn này, đó đều. Kia là con trai của bạn em, nó theo em ra vườn để chơi. Nó ngại ngại, nó đang đứng tít trên kia, nó không dám đứng trước máy quay của em tại vì nó xấu hổ. Đây các bác, các bạn nhìn trong máy quay của em chắc các bạn nhìn thấy rất là thưa đúng không các bác? Tại vì em vừa nãy em nói các bác rồi là cái vườn này từ ngày xưa trồng rất là thưa. Đấy các bác nhìn khoảng cách khi không? Thì đó, nếu ví dụ các bác nào mà cũng ghép cải tạo đi, mà cái vườn này thì em khuyên các bác là mình trồng thêm một cái cây đây nữa thì làm thành cả luống luôn là ok luôn, vừa đẹp luôn các bác nhá. Thì khoảng cách của nó sẽ hợp lý luôn và mình sẽ tăng năng suất cho mình. Đây các bác nhìn này. Và chùm cà S1 thì em cũng quay chia sẻ các bác rất là nhiều rồi, tỷ lệ đậu trái cũng rất là cao, chỉ có mỗi cái là trái nó hơi nhỏ một chút thôi, chứ còn tỷ lệ đậu trái thì cao lắm. Đây các bác, thành cấp rất là đều nhá, phát triển rất là khỏe. Cái vườn này thì bạn em thì vừa mới làm chuồng làm tược rồi, thế nên là các bạn nhìn ở trong nó rất là thoáng bên trong nhá. Đó các bạn nhìn bên ngoài thì rậm thôi, nhưng trong nó sẽ rất là thoáng này các bạn này, phân tán rất là đều luôn, rất là ổn định. Nếu mà cái công để làm vườn này thì nó thật các bác này, là nhà bạn em đây thì làm diện tích ít nên thành ra cái công chăm sóc của nó là hầu như không bao giờ bị nớ, không nớ để chồi quá tốt cũng không nớ để tược. Và có công làm theo đúng đợt của theo được cái thằng cà S1 này thì lên là cái, các nhìn cây cà chia tán rất là đều và rất là thoáng tán, nhìn từ trong ra ngoài là đều tán nhé, trong dứa không rậm và bên ngoài thì đều, nên là nhìn cây cà là rất là ổn định. Đây này các bác nhìn thấy đẹp không, rất là đẹp đúng không các bác? Để nói về cái cà hảo làm hám ngọn mà để chăm một vườn cà được như này thì đối với em nhìn và em cảm nhận thì nó cũng khá là ổn định rồi. Thì bây giờ em vừa là em quay các bác là những cái cây cà nó như thế, và giờ em sẽ chia sẻ các bác là mức chăm sóc nhá. Và em nhấn mạnh một điều là cái vườn này toàn bộ là bón toàn bằng phân trộn các bạn, không bón LVK, toàn bộ bằng phân trộn. Thì trộn cũng UZSA rồi kali rồi thêm chu vi lượng, và mỗi lần bón cái vườn này là 5 xào này các bạn, 5 xào này thì ông bạn em mỗi lần bón khoảng vào 3 tạ hoặc là 2 tạ rưỡi phân thôi nhá, trộn vào và bón cho giải hết cho cái 5 xào này. Và một năm thì cũng chỉ bón 4 lần, và 3 lần mùa mưa và 1 lần mùa khô. Thì các bác cứ tính đi, là vào một gốc nó chỉ khoảng vào 5 lạng phân thôi, là một năm là vào 2 kg. Và tưới thì nói bác thì tưới thì nó theo thời tiết rồi, thì mình cũng không thể nói chính xác được, tại vì còn năm hạn thì tưới
3 lần, có năm không hạn thì tới 1 lần. Thì đại loại ở đâu nó sẽ như thế thôi. Thì đó, đây chăm sóc thì toàn bộ là phân trộn các bạn nhá. Em quay vườn này tại vì vườn S1 thì nhà em nhiều, cũng chia sẻ các bác rất là nhiều rồi. Nhưng em quay vườn này chia sẻ các bác là vì cái vườn này đang bón phân trộn. Thì để cho các bác thấy sự so sánh là khi mình bón phân trộn thì cái sự hiệu quả của nó cũng rất là cao. Chứ nó cũng không phải là mình cứ phải bón L mà tốt. Tại vì khi phân trộn đấy thì mình sẽ trộn được trung vi lượng, đa vi lượng vào. Thì nó làm cho cây cà phát triển ổn định hơn, sức đề kháng sẽ khỏe hơn. Nên cái vườn này tuy là các bác nhìn thấy đâu, tuy rằng là nhìn nó thưa, nhưng mà các bác thấy cái cây cà không có hiện tượng bị bệnh về lá, về nấm nhiều đâu, các bác nhìn thấy đâu. Và nó phát nó không thể sung một cách là mớ màng được, nhưng nó phát rất là đều đặn các bác nhé. Các bác nhìn sẽ thấy là cái cây cà phát rất là đều đặn. Thì đó là cái hiệu quả của mình khi mình bón phân trộn, mà bón trộn với được trung vi lượng và đa vi lượng vào, thì nó sẽ đầy đủ tất cả dưỡng chất, làm cho cây cà mình phát triển ổn định luôn, ổn định từ cả trái tán. Đây các bác nhìn này. Thì đây những cái cây cà này là cái cà mà ông bạn em là thấy nó thưa quá, trồng thử thì cái giống này là mua giống trôi nổi, thành ra là nhìn nó rất là kém các bác nhá. Như cái cây kia cũng là giống trôi nổi, nó nhìn nó kém, nó sẽ không được như cây cà ghép chính thống là được từ cây mẹ chuẩn, nó sẽ được như này. Còn những cây cà trồng trôi nổi thì nó kém như này. Đây cũng như cái cây này các bạn, đây nó cũng kém như này, nó sẽ không được như cái cây mẹ mình ghép một cách thực sự mình lấy giống chuẩn. Thì toàn bộ vườn này em nhấn mạnh một chút, toàn bộ vườn này đều là bón phân trộn, và bón trong khoảng vào, nói chung là nhiều năm nay đều bón phân trộn, thì lâu lâu thì bón một lần L thôi các bác nhé. Chứ không thì thực ra các bạn lại bảo em nói láo là toàn bón phân trộn, thì lại sợ các bạn lại chỉ em nói láo, nhưng mà em nói các bạn là cũng lâu lâu bón một lần L, chứ không hoàn toàn là bón toàn bộ phân trộn. Nhưng mà cái khoảng độ nào trong 2 năm bón phân trộn đó thì có một lần bón L, ví dụ thế. Nhưng còn không thì toàn bộ hầu như chỉ là L thôi, phân trộn thôi. Đây là giống TN1. Và mức chăm sóc như thế thì theo như các bác nghĩ sao, như em thì em thấy nó quá ít. Tại vì phân trộn các bác biết rồi, chi phí rất là thấp, mà cây cà lại phát triển được như này. Và cái vườn này thì các bác này là thu là năm vừa rồi đây là được 2 tấn 7 mà giống TN1, 2 tấn 7 thuộc loại là ok rồi. 2 tấn 7 là em cứ tính bình quân là 1 hectare là 5 tấn rồi các bạn. 1 hectare là 5 tấn đó, 1 hectare là 5 tấn như này này các bạn này, 1 hectare là 5 tấn. Đấy, bón như vậy mà 1 hectare thu 5 tấn là quá ok rồi, quá tương ứng với cái công sức mình bỏ ra mà, đúng không các bác? Tại vì mình bỏ ra nó như vậy mà nó thu được khoảng 5 tấn là quá ok rồi còn gì nữa. Em quay này các bạn là tinh ý sẽ nhìn ra một cái điểm khác biệt. Thỉnh thoảng có một cây xanh nùn, ông bạn đang trồng thử. Đây cây xanh nùn các bác. Còn đây thì là cây cà cú này các bạn. Đấy, cây cà ngày xưa, cà già của ông bạn em, các bạn nhìn thấy gốc khủng khiếp. Đấy, to này. Đó, ông bạn em ghép vào. Ghép vào thì đây là cái cây này gọi là ghép tạo cù tán đây này. Đó. Đấy, ghép tạo cù tán đây này. Đó, nó như thế này. Còn những chỗ bên này thì nó ghép trôi. Nó sẽ như thế này. Em quay đợt này thì tất cả giống cà khu vực em thì nó toàn là những giống cà như vậy. Nhưng mà các bạn nào thay đổi về cây giống ấy, thì thay đổi những giống xanh nùn, thiện trường, lá xoài và TN1. Hoặc có một số nhà thì TR4138 gì đó, hoặc đọt tím. Thì em cũng quay hầu như cũng chia sẻ tất cả các loại giống với các bạn rồi. Thì hôm nay em quay vườn này là chủ yếu là để chia sẻ các bác là cái vườn này là vườn bón phân trộn, và mức thu ra cho ra mình mức thu như vậy thì là cũng là mức thu ổn định. Ổn định luôn các bạn nhá, chứ không phải là năm được năm mất, là thu ổn định luôn đấy các bạn. Ổn định. Chăm bón như vậy là một mức ổn định như thế là quá ok các bạn. Tại vì cứ đều năm khoảng 5 tấn hoặc hơn 5 tấn một chút. Mà mức chăm như thế thì nói thật các bác là cũng lời khá là lời rồi. Nó nhiều luôn đấy. Thì nói thật các bác, tại sao mà em lại muốn chia sẻ với các bác vấn đề bón phân trộn giảm chi phí mà lại được cái năng suất mà cái giống cà này. Tại vì em cũng mong rằng là nếu có một số các bác nào mà mình chưa đủ điều kiện để mình có thể làm trăm vườn cà thu đến 6-7 tấn và làm được những giống cà cao sản với cái trái lớn và sản lượng lớn hơn, thì các bác có thể chọn lựa cái giống cà TN1 này để các bác canh tác trong vườn của mình, và với mức chăm sóc bình thường mà mình cũng thu được mức thu gọi là ổn định và năng suất ổn định, năng suất tầm trung các bác nhá. Thì
mình có thể chống chọi qua những cái giai đoạn chẳng như là cà nó bị xuống giá rồi phân tăng cao, thì mình với mức chăm sóc này thì mình vẫn có thể là trừ hết chi phí ra thì mình cũng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cho mình, chứ mình không có phải bị gánh nặng quá nhiều cái tiền mình đầu tư các bác nhá. Thì mình sẽ dễ vượt qua những cái giai đoạn khủng hoảng của về giá cả cà phê. Còn nếu cứ như giá này á thì không nói đúng không các bác. Nhưng có những cái năm thì cà phê nó chỉ có khoảng 32, 33 rồi 35 mà phân thì lại rất là cao. Mà nếu mà mình không chăm sóc, tìm phương án để mình chăm sóc làm sao cho hợp lý thì hầu như mình không có lời. Thì những cái vườn này thì những lúc như thế thì nó đều mang lại hiệu quả các bác nhá. Mang lại hiệu quả lợi nhuận chứ không bao giờ có bị mất lợi nhuận. Thì em đi vào chỗ này là gần chỗ nhà của ông bạn em, thì cũng trồng xem một số cây maca, cây sầu riêng, trồng thử, trồng quanh nhà ăn chơi. Thì cây cà sẽ bị rợp rợp như thế. Nhưng các bạn nhìn này, cái thằng S1 này các bạn nhìn nào, nó rợp cái maca này, rập này. Nhưng mà trái các bạn nhìn, trái vẫn rất là đậu và không bị bệnh nhiều các bạn nhá. Thì cái ưu điểm của thằng S1 nó là chịu bóng râm mà các bác, nó chịu bóng râm rất là tốt. Đây các bác, đó. Ổn định đúng không bác? Ok đúng không các bác? Em thấy nó ok. Quá ok luôn đấy các bác. Nhưng tại vì ok với mức chăm sóc của mình thôi bác nhá. Chứ còn nếu thực ra bây giờ chăm sóc khủng ấy, thì thu thế hoặc cây cà này thì cũng bình thường thôi. Nhưng đây là mức chăm sóc khiêm tốn. Em nói thật một câu là chăm sóc này là chăm sóc khiêm tốn luôn, chứ không có gì gọi là ghê gớm cả. Mà thu được như thế là quá là ok rồi. Chỉ còn ví dụ bây giờ chăm sóc mà nhiều hơn nữa rồi thu như thế này thì nó lại không lo, em cũng không quay để nói chuyện các bác làm gì cả, thì cũng không chia sẻ các bác làm gì hết ạ. Nếu có chia sẻ thì chia sẻ à không nên chăm này, chăm như này mà thu như này thì không tương xứng, thì các bác đừng có chăm vậy. Thì em đó là cái nhược điểm rồi, nhưng đây là ưu điểm là mình chăm với cái mức chi phí vừa, nói chung là hạn chế đấy, mà được thu này là quá ok. Đây như cái cây này các bác này, là cây maca tút này bên cạnh này đó, mà nó vẫn phát triển như này. Và cái cây kia này các bác thấy đó, nó vẫn phát triển rất là tốt luôn các bác nhá, và trái vẫn rất là đậu, không có bệnh tật luôn. Đây không, các bác nhìn này, dày dẹp rất là ít nhá. Thì bây giờ có một số quả là bị thối này này, thì do nó thối loại trừ và sinh lý thì nó lại khác rồi. Thì còn nó không phải bị dày dẹp các bác nhá, dày dẹp không có này. Em quay cận các bác lại bảo em quay qua thì lại nói lè các bác. Đem quay cận luôn này các bạn, đó, nó không có dày dẹp. Bên như ngay cả cái cây xanh đùn ông bạn đang trồng thử thêm cũng không có dày dẹp các bạn nhá. Và đây, à đây còn cái cây cà phê cú của ông bạn em này, đấy các bạn nhìn này, nó như cây cổ thụ này cơ mà. Thế đây các bác nhìn to này, nhưng lượng trái có được bao nhiêu đâu. Mà cái cây này thuộc loại là cây tốt đấy nhá, ông bạn em để lại thì tại vì thấy nó tốt quá ghép vào tiếc ấy thì không ghép. Các bạn nhìn gốc to chưa, đó, nhìn như cái đa cái đề á. Đấy các bạn nhìn, cái gốc ngày xưa của bạn em nó toàn như cây đa cái đề này đấy, mà nhìn các bạn nhìn lượng trái này là ngòa là nghèo này, trái bố trái con là không đâu ở đâu cả này, lại nhìn trông rất là chán đúng không bác, nhìn rất là chán, nhìn to vậy lượng trái các bạn nhìn này thừa chán, rất là chán đúng không. Nên tại sao mà bên ở khu vực em bây giờ rất nhiều bác là chuyển sang để ghép cải tạo hết, tại vì để những giống cà này là mình thu nó cũng không được nhiều cho lắm, và mức chăm sóc thì đây là như nhau nhá. Mà các bạn nhìn thấy lượng cây này là gọi là cây tốt ở trong vườn, là để lại nó còn như thế này thì nhìn so với những cái cây khác thì nó cũng không có bằng luôn các bác. Nhưng mà công hái này rồi công làm cành các kiểu của nó thì mất rất nhiều luôn các bác, tốn nhiều hơn những cái giống cà mới bây giờ. Đây còn những cái cây cà bên cạnh này các bác này, nó nhỏ thôi nhưng các bác nhìn này, lượng trái này nó nhiều, nó đều trái và nó gọn gàng, nó nhìn cảm thấy nó mạnh mẽ, nó đầy đủ sức sống, nó gọn gàng, chứ nó không như đây, như cái này này, nhìn như cái đa cái đề nhưng mà trái thì lệch là lệch. Mà đấy là thuộc loại là cây tốt đấy bác nhá, chứ nếu mà còn những cái ngày xưa những cái cây xấu này thì không biết là như thế nào. Đó. Thì vừa nãy thì em cũng đã cùng các bác là đi thăm một cái quan cái vườn của ông bạn em, và em cũng chia sẻ các bác là cái mức bón phân của cái vườn này và cái năng suất của vườn này trong vòng một năm thu ổn định là bao nhiêu. Thì giờ thì cũng đi quanh vườn một lúc rồi thì em cũng đã quay cũng khá cụ thể để chia sẻ với các bác. Giờ thì em cho xin phép em dừng video.
Em vẫn nhờ những cái lời nói sau cùng các video là em mong rằng những cái clip của em có thể là giúp ích cho các bác để lấy cái tài liệu các bác tham khảo, các bác chọn lựa cho mình là cách làm phù hợp với mình và những cái giống cà phù hợp với mình và phù hợp với thổ nhưỡng của mình và phù hợp với cách canh tác của mình các bác nhé. Giờ thì em chào bác, em cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em. Chào các bác.